Theo lãnh đạo Cục Thú Y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tại các địa phương bị ảnh hưởng bởi mưa lũ cũng chính là nơi dịch tả lợn châu Phi đang có nguy cơ bùng phát mạnh nhất. Theo thống kê, tại 26 địa phương bị ảnh hưởng bão số 3, có 731 ổ dịch, số lợn chết và tiêu quỷ là 53.571 con. Cùng với đó, tại các địa phương này còn có 21 ổ dịch lỡ mồm long móng, 21 ổ dịch diêm da nổi cục, 2 ổ dịch cúm da cầm, 15 ổ dịch bệnh dạy, với hàng ngàn con gia súc da cầm phải tiêu quỷ các địa phương phải thường xuyên theo dõi giám sát để kịp thời phát hiện những mầm bệnh hoặc dịch bệnh xảy ra, kịp thời tránh tuyệt đối việc dứt xác gia súc gia cầm hoặc thủy sản chết bừa bãi làm ô nhiễm môi trường.